Rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất 4 khoản tiền này. Rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được nhận lương hưu hàng tháng. Cụ thể, nếu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó của người lao động sẽ bị xóa bỏ. Người lao động sẽ không được nhận lương hưu hàng tháng. Hiện nay, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 7 Nghị định 115/2015 NĐ-CP như sau. Mức lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Cụ thể, tại khoản 1 điều 2 Nghị định 146/2018 NĐ-CP, người đang hưởng lương hưu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ theo nhóm do cơ quan bảo hiểm y tế đóng. Theo đó, bên cạnh hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, khi rút bảo hiểm xã hội một lần thì không được hưởng lương hưu và không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được hưởng trợ cấp mai táng. Theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những người sau đây khi chết thì được lo mai táng, được nhận một lần trợ cấp mai táng. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng đủ từ 12 tháng trở lên. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. Nhưng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó sẽ bị xóa bỏ và không được hưởng lương hưu. Do đó, người lo mai táng của họ sẽ không được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở được xác định là 18 triệu đồng. Rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được hưởng trợ cấp tuất. Căn cứ vào Điều 67 và Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc đang hưởng lương hưu mà tử vong thì thân nhân của người đó sẽ được hưởng trợ cấp tuất, có thể là tuất một lần hoặc tuất hàng tháng.